Xin chào quý khán giả nha. Wow, hôm nay thời tiết hầu như trên khắp khu vực mọi miền Tổ quốc các bác nhé đều mưa. Và lần này mưa kinh khủng thật các bác ạ, mưa suốt từ hôm qua giờ. Mà mưa một là mưa mau luôn đi. Đây giấy mưa là quay cây các bác ngắm về hết nước chấm rồi. Vẫn là cái tác phẩm xanh trực lối đây các bác nhé. Tác phẩm xanh trực lối phải nói là rất khủng mọi người ạ. Hiện tại là hôm về mình quay cũng chưa được chi tiết lắm. Nhiều anh em hỏi hôm nay nhưng mà sai quay chi tiết một chút buổi tối. Cây này cái tổng cái chiều cao của nó, nói chung tính nguyên cút thôi nhá, không tính cây cao khoảng tầm 75. Mà một cái gốc trực nó to như này, nó là cái cây tán tầng phá, vừa rồi nó hơi bị ướm một chút nhé. Cái thứ nhất là cái khung bệ của nó thì quá là chất rồi. Bệ 24 giờ bệ rất đẹp mọi người nhé. Cây cũng được khoảng tầm 85% rồi. Có cái chỗ đang chuẩn bị vào bông tay rồi. Cái kích thước lọt lòng chậu thì là 80 1m2. Đấy. Thì các bác hình dung lọt lòng 80 1m2, các bác hình dung là nó to tầm nào rồi. Những cái cốt đòn của nó này. Cây thì nói chung là có tuổi rồi. Tất cả những cái này đây là cái áp sinh chứ không phải sẹo đâu các bác nhá. Đấy anh em lục ra. Chất cây khá là ok. Tác phẩm trực lối, cái này em nọ về mới vứt xuống lưng đây thì mình cũng chưa cho ăn đôn. Nếu cho ăn đôn đặt thì đặt cao thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, nhưng mà đây là mình chưa đặt đôn. Cây cũng rất già nhé. Đấy, các bác nhá. Những cái led giật này. Đấy. Lại ra giật cũng được lượt lửa rồi. Có những tay giật được 2-3 lượt rồi. Đấy. Nói chung là nó được hai mặt, được cả bốn mặt đều đẹp các bác nhé. Nó được tứ diện. Cái thân bệ của nó thì nhìn quá chất lượng rồi. Đấy. Tay giật cốt cách cũng rất là kỹ. Cái này đợt này xong ép bông anh em lọc mầm là giật lại lui tiếp. Nhưng cái này là vừa rồi anh em người mua thì anh em tỉa đi thôi, chứ cái này thì các bác là lui thêm thời gian nữa thì bắt đầu thì mình mới giật. Đấy. Nói chung một cái cốt cây mà nó đầm nùn như này, cái form cây như này, nếu mà để từ lúc mà Yumasai chơi cây đến hiện tại giờ là cái cốt này là mình thấy nó là nếu về hàng trực lúi nhé, tán tầng trực lúi là nó là cái cây to nhất đấy. Nhiều cây trực lúi to nhưng mà chưa cây nào mình thấy to như cái này. Mua đồ này và anh em có thể là tiếp tục chinh phục. Nó là tầm size to. Nói chung là những cái đồ size to là mới anh em giao lưu nó mới giá kinh tế. Còn những đồ bé thì thực ra anh em giao lưu cũng chỉ là thuộc là vui thôi. Thì những đồ to to này anh em giá kinh tế thôi. Đấy, form nó cực chất luôn. Đợt này phải nói là mưa rất là kinh khủng các bác nhé. Đấy, mưa này cây nó phát triển nó mới tốt này. Đây là những cái cốt si. Cốt này đợt này nó cũng đang phát này. Đợt vừa rồi mà Yosai tỉa đi một số cái phần, đợt này nó mới đang phát mạnh này. Đây rồi, khá mưa. Đấy, vừa rồi Yosai chia sẻ kỹ chi tiết một chút cái cốt trực lúi này. Hôm nọ các bác nhìn chưa rõ, hôm nay chia sẻ vậy các bác nhìn sẽ rõ hơn nhé. Đây, cảm ơn các bác theo dõi video nhá. Em tạm biệt các bác ở video.